tại ở VCS thì mình sẽ đưa ra nhận định của ba đội tuyển. GAM Esports, đây là đội hình của GAM Esports mùa 2020 mùa xuân, ít nhất là ở cái giai đoạn lượt đi. Thứ hai sẽ là đội hình của Cerberus, thì ngày hôm qua có đưa ra đội hình như thế này. Cuối cùng sẽ là FTV, FTV cũng mới công bố đội hình cách đây không lâu, chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Đây, 3 team GAM Esports, FTV và Cerberus. Thì chắc là ưu tiên gà nhà trước, GAM Esports đi. Team Flash thì đội hình chính thì hiện tại đang 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 biết được những vị trí như là Yoshino này, Stark vẫn còn này, Stark này dự bị cho Yoshino này, rừng thì vẫn là Zijin, mid thì không còn Optimus nữa, Optimus vẫn không về GAM nha các bạn. Bạn nhìn lineup của GAM hiện tại không có thấy Optimus đâu. Mid thì có thể là đẩy mid Kati lên. Đợt vừa rồi thì họ cũng có liên hệ một vài mid lane nhưng mà không tiền rồi. Bot thì vẫn là Slider và có bắt Lào. Ok, bây giờ thì đến với team đầu tiên mà các bạn cũng muốn mình nói trước, đó là GAM Esports đi. Thì mùa này thì lineup của GAM Esports thì đầu tiên phải kể đến dàn bộ sáu phía sau. Thì cũng giống như mùa trước, bao gồm anh Trần Sơn, anh Eric sẽ là người quản lý team Eric. Huấn luyện viên trưởng vẫn là huấn luyện viên Yuna, anh Yuna City ấy. Rồi huấn luyện viên sẽ là anh Tí Nị và phân tích viên sẽ là Iris. Mùa trước thì có thêm Văn Tùng cũng là analyst ở đây luôn, nhưng mà hiện tại thì Văn Tùng chuyển công tác sang làm stream rồi. Văn Tùng chuyển công tác sang làm stream cho GAM Esports rồi, nên là cái lab của bộ sáu phía sau thì hiện tại vẫn được giữ như mùa trước, chỉ thiếu Văn Tùng thôi. Còn nhận xét về dàn bộ sáu này thì mùa trước mình cũng đã nói rồi, mùa trước trên cái talk show của anh Izumin đấy, anh Izumin có mở một cái talk show. Thì đây đây là cái dàn bộ sáu phía sau của một team chuyên nghiệp, và đây là cái dàn bộ sáu cực kỳ quan trọng nha các bạn. Đây thực sự là một dàn bộ sáu có tác động rất mạnh đến một đội tuyển, và mình từng làm việc chung với anh Trần Sơn, anh Tí Nị, anh Yuna hay là Triệu Iris, đều là những người mà có chuyên môn rất cao, có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực này lâu năm, và họ có tác động rất tốt đến một team. Về huấn luyện viên tại Việt Nam thì mình nghĩ là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm thì có anh Tí Nị, có rất là nhiều kinh nghiệm về về huấn luyện, đào tạo các tuyển thủ. Anh Yuna thì từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, và cái mà anh Yuna mình nghĩ là bên cạnh cái chuyên môn của anh Yuna, bên cạnh những cái gọi là micro, anh Yuna thì hướng đến mấy cái micro nhiều hơn, mấy cái pha xử lý mà nhìn về những con tướng nó tương tác với nhau, thì anh Yuna rất là để ý đến những cái đó. Hay là xem pha highlight đó, anh Yuna sẽ tìm cách để có thể biết được cái mechanic, cái cách vận hành, cái cơ chế của một cái pha highlight diễn ra như thế nào, để chỉ lại cho những các cái tuyển thủ để họ đỡ mất thời gian tìm hiểu. Thay vì các tuyển thủ họ phải bỏ thời gian tìm hiểu, thời gian đó họ có thể tập luyện. Còn những cái huấn luyện viên, những cái trợ lý huấn luyện viên hay là phân tích viên sẽ là có nhiệm vụ gọi là tìm hiểu thêm về những cái đó để hỗ trợ tuyển thủ, họ đỡ mất thời gian. Bên cạnh đó thì cái hay của anh Yuna là anh Yuna từng làm việc trong một team. Anh Yuna từng làm việc trong một team chuyên nghiệp. Và cái hay nhất mà mình thấy anh Yuna đó là cái cách mà anh Yuna giải quyết những cái mâu thuẫn trong team. Khi giải quyết những mâu thuẫn trong team hay là hàn gắn những cái tuyển thủ, hay là việc mà trao đổi để tìm ra những cái vấn đề của các cái tuyển thủ trong quá trình tập luyện thi đấu ở tại một team chuyên nghiệp, nó rất là hay. Và mùa vừa qua thì anh Yuna về cũng mang lại một cái, mình thì mình làm việc ở GAM trước khi anh Yuna về, và mùa vừa rồi anh Yuna có về thì mình có làm việc chung với anh Yuna với tư cách là một phân tích viên, làm việc chung với một huấn luyện viên. Thì mình thấy đó là điểm mạnh của anh Yuna, và anh Yuna tác động rất là tốt đến team. Thường những huấn luyện viên ở các cái team khác, khi mà họ có những mâu thuẫn của các tuyển thủ xảy ra, họ không giải quyết được á, thì nó dẫn đến cái tình huống là các tuyển thủ trong một team có thể sẽ không có bằng mặt mà không bằng lòng. Cái này thì cái này thì anh Yuna thực sự là một người mà rất là giỏi về việc giải quyết mâu thuẫn các cái thành viên trong team, và hàn gắn các tuyển thủ rất là tốt, đại diện trung gian ra để có thể nói chuyện,
đôi khi cái cách nói chuyện với Yuna thì nó ôn hòa và nó được lòng những cái tuyển thủ hơn. Đôi khi cái cách nói chuyện của anh Tín Nghị có thể sẽ khiến cho các tuyển thủ họ, nó cũng cùng mục đích thôi, đó là hàn gắn các tuyển thủ, nhưng mà đôi khi anh Yuna làm điều này tốt hơn so với các huấn luyện viên khác tại Việt Nam luôn, nói chung luôn. Triệu Iris thì là một trong số những phân tích viên mình cũng làm việc chung rất là nhiều. Triệu Iris thì có công việc nữa là hẹn trên với các cái team trên thế giới, đặc biệt là các cái team bên Hàn Quốc, bên Trung Quốc và bên Đài Loan, Nhật Bản. Chứ chị Iris cũng có một vai trò rất là tốt và cũng là một người hỗ trợ kỹ năng tốt cho các cái tuyển thủ. Và cũng đã làm việc chung với các cái thành viên trong team như Kiaya hay là Blaze rất là lâu, rất khoảng thời gian từ thời 2018 đầu năm tới bây giờ. Như Kiaya mới vào. Đó là dàn bộ sáu phía sau, mình đánh giá rất cao cái dàn huấn luyện viên và phân tích viên cũng như là trợ lý huấn luyện viên hay là quản lý Trần Sơn. Quản lý Trần Sơn thì cũng là một người làm esports lâu năm và cũng đã từng gắn bó gọi là với cái công việc bên ban tổ chức VCS rất là lâu năm và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những cái vấn đề phát sinh khi mà trong quá trình thi đấu của đội tuyển. Đến với line-up chính bao gồm Kiaya, Levi, Địa Một, Blaze, Easy Love, Sly, Palette, Hiếu Ba. Thì đây là một line-up bao gồm 8 người. Thì một team hình như được tối đa đâu đó 10 người. Và Gam thì chỉ có dự bị ở vị trí xạ thủ và support mà thôi, chứ không có dự bị ở đứng trên, đứng giữa hay là đi rừng. Nhưng mình sẽ nói từ nhưng ở đây. Đăng ký line-up như thế nào thì đó là một phần, còn thi đấu ra sao lại là một phần khác. Chẳng hạn như mình tiết lộ luôn là mùa vừa rồi mình có làm việc ở Gam, và cái thông tin này thì nó cũng có thể nó sẽ không ảnh hưởng gì đến team lúc này nữa. Đó là Yoshino mùa vừa rồi các bạn được thấy là Yoshino đánh top và có cả đánh mid nữa. Nhưng mà Gam cũng đã train không ít những cái chiến thuật liên quan đến việc Yoshino đi bot. Gam đã train những chiến thuật Yoshino đi bot, đánh rất là nhiều vị tướng khác nhau từ đấu sĩ cho đến pháp sư. Nói chung là nhìn cái lab như thế này nhưng mà chưa chắc đã phải là như thế này. Một ngày đẹp trời, Địa Một lên top hay là kia ra ra lại mid, hay là Levi lên top, Địa Một vào rừng, hay là kia ra chạy đi đâu đấy, hay là Blade lại ra mid xong rồi Địa Một dự bị, hay là như thế nào đấy. Nói chung là nó rất là đa dạng. Về cái luật hiện tại thì cũng không ai bắt bẻ được cái chỗ này cả. Rõ ràng một điều là sẽ không ai bắt bẻ được cái việc mà bạn cử cái thành viên của mình gọi là nhảy tùm lum lên hết. Không ai quy định là ông đăng ký lại top, ông phải đánh trên top không. Bây giờ đi top thì ông vẫn có thể nhảy xuống mid đi bình thường. Ông nhảy xuống AD đi cũng được, chả ai bắt ông phải khăng khăng là phải đi một lên top cả. Là cái hay ở những cái phiên bản gần đây, và điều này có thể diễn ra ở Gam Esports bởi vì Blade là một main mid, Địa Một thì cũng có thể đi rừng. Còn nếu các bạn xem stream của Levi thì thấy Levi đi ở tùm lum đường hết, đi mid đa phần là Levi sẽ thấy các bạn đánh xem rank hay là xem stream hay là có đánh rank mà gặp Levi sẽ thấy Levi đi mid rất là nhiều. Lineup này thì so với mùa trước á, thì thiếu đi Zeros, thiếu Jin. Đó là hai người so với mùa trước bị mất đi. Tất nhiên thiếu cả mình ở trên này nữa nhá. Thiếu cả mình ở trên này nữa. Thì thông tin mà bữa giờ anh Tín Nghị cũng như là team đưa ra thì Zeros đang có ý định sang bên Trung Quốc để đi du đấu. Còn Jin thì thông tin mình nhận được là Jin đang tạm thời muốn nghỉ VCS ít nhất là nửa mùa sắp tới để nghỉ ngơi, và có thể mong muốn là thi đấu ở một team khác nếu mà các cái team mà có muốn mua Jin thì có thể liên hệ. Thì hiện tại Jin đang mong muốn là như thế, nên hiện tại Jin sẽ không có trong đội hình đánh chính của Gam Esports ở nửa mùa. Yoshino đó, Yoshino thì chuyển qua team Flash rồi nha các bạn. Yoshino chuyển qua team Flash. Đó là những cái thành viên mà đã rời đi. Không có, còn những thành viên mới vào bao gồm Địa Một, Easy Love và Palette. Còn Blaze thì đó giờ vẫn là trong lineup của Gam, chẳng qua là mùa vừa rồi như kiểu Palette cũng không có xuất hiện nhiều thôi. Nhưng mà Palette thì vẫn trong cái hợp đồng và khuôn khổ của Gam Esports từ đó đến giờ. Chưa có bất kỳ một team nào đi team nào khác cả. Iris không phải là Hope nha bạn, Hope hiện tại là huấn luyện viên cho Adonis nha.
Và theo nhiều nguồn tin thì có cả Optimus các thứ về nữa, nhưng mà không, không có Optimus, không có Senna luôn, không có thầy ba thứ đấy luôn. Với sự bổ sung nhân sự đến từ địa 1, Easy Love và Palette thì hiện tại lab của Gam là như thế này, nhận xét từ đường trên xuống. Đường trên thì mùa này chúng ta mất đi Zeros và Yoshino, nhưng mà đẩy Kiaya lên đường trên thì mùa vừa rồi các bạn hay nói là Gam đang sử dụng 3 top lane mạnh nhất VZ, bao gồm Zeros, Yoshino và Kiaya. Thì bây giờ khi mà Zeros có đi du đấu đi chăng nữa thì còn lại Kiaya và Yoshino có lẽ là hai top lane được đánh giá cao nhất lúc này tại VZ rồi. Để cái Kiaya lên đường trên nó cũng không thành vấn đề. Đấy, quan trọng là trong một mùa mà không có Zeros ở tại VZ và trong một mùa mà Kiaya đi ra khu đường giữa như mùa trước á, thì cái bể tướng của Kiaya nó không thực sự bị ảnh hưởng. Nếu bạn xem Kiaya đánh mùa trước đánh thì đánh Zay, Renekton, Klett, đó đều là những con bài mà tiếp tục mang lên đường trên được, tiếp tục mang lên đường trên được, tức là xét về át chóc nữa, nói chung là xét về cái bể tướng của Kiaya khu đường giữa và đường trên thì nó gần xem nhau. Tức là Kiaya cũng có một khoảng thời gian tập luyện rất là nhiều những con bài khác nhau, kể cả pháp sư, nhưng mà xét về bể tướng trở lại đường trên ở trong meta 2020 thì mình nghĩ là sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Kiaya, và Kiaya vẫn sẽ là một đường trên đáng chú ý ở mùa tới. Mình không nghĩ là Kiaya ở VCS thua ai cả. Nếu như mà Zeros còn ở VCS ấy, thì còn ngại. Còn khi mà Zeros sang bên các khu vực khác thì mình không nghĩ là Kiaya gặp vấn đề gì khi trở lại đường trên vốn là đường quen thuộc của Kiaya cả. Còn đi rừng Levi vẫn là rừng số 1 VCS. Đối với mình thì Levi là một mẫu game thủ hoàn hảo. Đẹp trai, gọi là người ta hay bảo là đẹp trai tư duy đỉnh cao rồi tùm lum á. Thì cái hay của Levi đó là Levi đi đường rất ghê. Này nói nghe hơi buồn cười, tại sao đi rừng lại đi đường ghê, nhưng mà đi rừng thì nó đến một cái lúc nào đó nó chỉ dừng lại ở cái mức định nhất, cái mức độ nhất định mà thôi. Còn Levi thì bản thân Levi không những đi rừng hay, mà khi mà Levi tìm hiểu quá rõ về khu vực rừng rồi á thì Levi còn chuyển qua đi lane nữa. Nếu các bạn có biết Levi thông qua stream thì thấy Levi đi lane rất là nhiều. Đi top cũng có, đi mid cũng có, đánh nhiều đấu sĩ, đánh cả pháp sư. Nói chung là cái mức độ hiểu biết của Levi về cái trò chơi này rất là cao. Và đầu mùa trước ấy, đầu mùa trước thì Levi còn đánh cả AD, đánh con Kai'Sa đứng dưới. Nói chung là Levi đánh rất là nhiều role và có hiểu biết rất là tốt về trò chơi này, có một lượng tướng rất là đa dạng trong rừng nữa. Và rừng ở VCS mà bảo đánh được lane tốt thì chỉ có địa một thôi. Nếu xét về một rừng nào đó ở VCS mà có khả năng đi lane tốt á, thì chắc là có địa 1. Nhưng mà địa 1 cũng đi lane nhiều. Và địa 1 thì cũng đã từng đi rừng rất là lâu ở trước khi đánh chuyên nghiệp. Thì hiện tại rừng thì mình nghĩ Levi vẫn là số 1 của VCS. Địa 1, một người chơi đứng giữa có khả năng côn team. Thì cái giọng của nó đôi khi có thể sẽ hơi khó nghe một chút xíu khi mà vùng quê của địa 1 có thể hơi khó nghe một chút xíu, nhưng mà địa 1 có khả năng côn team, có bể tướng rộng ở đường giữa, đánh được cả pháp sư đấu sĩ và đấu sĩ hạn chế, chỉ đánh đa phần pháp sư thôi. Nó sẽ khỏa lấp được cái điểm yếu của Gam mùa trước, đó là mùa trước thì Gam cũng chắp vá đội hình cho Kiaya ra mid thôi, chứ còn mùa này thì sẽ có một mid thuần pháp sư và kỹ năng cũng cao, địa một còn trẻ, kỹ năng cao, có khả năng côn team cùng với Levi, khả năng giao tiếp tốt, rất là chịu khó để giao tiếp với các đồng đội. Ở tại VCS này thì có Optimus là mình đánh giá cao ở vị trí mid lane. Cái thứ hai nếu có thì Kiaya đẩy ra mid. Cái thứ ba là địa 1. Và thứ tư là Artifact. Thì mình nghĩ địa 1 vẫn sẽ là một trong số những top những cái mid lane hiện tại ở VCS. Nếu như mà không có Optimus đánh ở tại mùa xuân này nữa thì nó lại càng rộng mở. Gáp nhiều người côn team thực sự luôn. À, chuyển xuống vị trí support trước đi. AD thì hơi nhiều. Chuyển xuống vị trí support thì Palette là một trong số những hỗ trợ mà xuất sắc nhất mà VCS từng sản sinh ra được. Palette cũng có khả năng giao tiếp tốt và côn team, và cái mạnh của Palette là ít khi thấy Palette xử lý fail kỹ năng cá nhân, tức là những pha xử lý của Palette thì nó rất là hiệu quả và nó thường đạt được cái độ max ping với một con tướng support, với cái khả năng xử lý những con tướng support và đánh support lâu năm về việc time spell hay là về việc di chuyển counter gank thì Palette cũng là một hỗ trợ khá là xuất sắc. À, Hiếu Ba thì thằng em thợ lặn của mình thì mùa này thì chắc là Hiếu Ba vào để phục vụ cho việc đa dạng chiến thuật ở khu đường dưới dành cho bộ đôi đường dưới của GAM. Giống như mùa trước thì
Giống như mùa trước á, thì GAM có bộ đồ đường dưới rất là đa dạng, và như mình đã nói, đẩy cả Yoshino xuống D-Boss luôn. Tức là trong một khoảng thời gian thì sẽ tập luyện được rất là nhiều vị tướng khác nhau nếu như có nhiều người trong một đội hình. Chẳng hạn như bây giờ bắt cặp Palette với cả Blaze, rồi bắt cặp Hiruba với Slay và hoặc Easylove đi, thì nó sẽ cho ra rất là nhiều những cái bộ đồ đường dưới không theo cái form mẫu thông thường. Chẳng hạn như bây giờ cho Easylove đánh với Palette thì sẽ là bộ đôi xạ thủ hỗ trợ thông thường như Sayaka, Kai'Sa Nautilus. Nhưng mà cho Hiruba vào thì cho Hiruba với Blaze xuống đường dưới chẳng hạn thì sẽ đánh kiểu như Syndra, Pai, Cassiopeia, Nautilus hay Thresh hay là Lux gì đấy. Nói chung là nó sẽ đa dạng cái chiến thuật cho bộ đôi đường dưới nhiều hơn với sự xuất hiện của Hiruba thêm ở vị trí hỗ trợ. Và mình nghĩ là hiện tại thì Palette vẫn là một trong số những support số 1 ở tại VCS rồi. Cái này điều này chắc là nhiều bạn cũng 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 đồng ý với mình về cái vị trí Palette này. Xạ thủ thì mùa này GAM cũng có ý định tuyển rất nhiều xạ thủ mạnh, nhưng mà kết quả hiện tại thì có lẽ nhiều bạn cũng đã thấy là không có được những xạ thủ mà các bạn mong muốn như Slayer hay Atomid hay gì cả, mà thay vào đó là Easylove. Slay thì được đẩy từ hỗ trợ lên lại vị trí xạ thủ, và Slay hiện tại thì đang tập trung tương đối nhiều vào công việc stream nữa. Người tiếp theo mà trở lại đội hình của GAM đó là Blaze. Sau một mùa giải vắng bóng rất là dài thì Blaze trở lại. Hiện tại thì đứng giữa đã có địa một chấn giữ rồi, thế nên là Blaze sẽ chuyển xuống vai trò xạ thủ. Blaze được biết đến với đứng giữa ở cái mùa còn đánh á, thì kỹ năng cá nhân cực kỳ cao và cũng là trẻ tuổi. Thì để xem là Blaze đánh ở vai trò mới như thế nào. Trong một meta hiện tại thì mình thấy có khá nhiều pháp sư và đường phạm đấu sĩ mang xuống khu đường dưới. Chẳng hạn những pháp sư như kiểu Cassiopeia hay đấu sĩ như Irelia, Yasuo mang xuống đường dưới nhiều lắm. Thì Blaze có thể sử dụng thành thục những con bài này. Cái vấn đề gặp phải ở đây chỉ là việc kết hợp cùng với hỗ trợ như thế nào cho tốt thôi. Còn những pháp sư thì Blaze có thể đánh được Syndra, Cassiopeia. Có Zoe mang xuống đường dưới nghe hơi tù, nhưng mà mình nghĩ là những pháp sư như là Swain thì những con đó Blaze đánh rất là ghê và kỹ năng cá nhân rất là cao. Thì mình nghĩ là dàn tuyển thủ này của GAM Esports có một đặc điểm chung là họ sở hữu kỹ năng cá nhân cao, có nhiều người có khả năng côn team, và trong dàn lineup này thì chỉ có Levi là 97, già nhất là 97 rồi. Thì mình nghĩ là đây là lineup trẻ và rất mạnh. Đây là một lineup mà mình đánh giá cực kỳ cao ở tại VCS mùa sắp tới. Từ cái bộ sậu phía sau cho đến cái dàn lineup của GAM Esports mình đều đánh giá là rất mạnh. Cái này không phải do mình từng hoạt động với họ mà mình nói thế, nhưng mà thú thật họ là một team mạnh và rất có tương lai phát triển ở tại tại VCS. Nhiều bạn hỏi Arik là anh Trần Sơn nữa bạn, Arik là anh Trần Sơn bảo mẫu của GAM Esports nha. Chiến thuật mùa này của GAM có gì thay đổi hay không? Mùa trước các bạn sẽ thấy GAM đánh toàn bộ là ở nửa trên bản đồ với Levi, Zeros và Killua hoặc là Yoshino. Thì mùa này mình nghĩ là chiến thuật sẽ đa dạng hơn nhiều, bởi vì có một bộ đôi đường dưới cũng không còn đánh bị động như mùa trước nữa. Tất nhiên điểm mạnh của GAM lúc này vẫn sẽ là nửa trên. Mình nghĩ là điểm mạnh của GAM lúc này vẫn sẽ là nửa trên bản đồ với Killua, Levi và địa một. Đây sẽ là nửa trên mình nghĩ là mạnh nhất tại VCS hiện tại rồi. Cho dù không còn Zeros trong đội hình nữa, nhưng mình nghĩ đây vẫn là nửa trên mạnh nhất VCS. Và tại sao mình nói mạnh nhất VCS? Bởi vì support trong những phiên bản gần đây có dấu hiệu đi ram rất nhiều. Cái nửa trên này các bạn phải cộng thêm khoảng chừng một nửa Palette vào. Cái nửa trên Killua, Levi và địa một các bạn phải cộng thêm 1/2 Palette vào nửa trên này nữa bạn. Đây là một nửa trên vô cùng mạnh và thêm cả một support như Palette đi ram, thì mình nghĩ là đây là một nửa trên mà đánh có thể tiếp tục chiến thuật 2019 được, nhưng mà 2020 thì có thể là phát triển đa dạng hơn với bộ đồ đường dưới. Nếu như mà có muốn đánh đường dưới mình nghĩ là cũng đánh được luôn. Nhưng mà trong meta hiện tại thì đang có những mục tiêu quan trọng như là rồng và cả sứ giả. Sứ giả thì bạn có thể ăn hai con một game, nhưng mà muốn kiểm soát rồng thì bạn yêu cầu đường giữa và đường dưới phải đánh cực kỳ mạnh. Thì chiến thuật mùa tới của GAM mình nghĩ sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Và việc mà tuyển
tiền nhiều xạ thủ hay là bổ sung thêm Palace ở đường dưới á, nó cũng là một sự chuẩn bị rất là tốt cho mùa giải 2020, bởi vì nếu như tiếp tục cái lối đánh mùa giải 2019 á thì có thể bị áp lực rất là lớn với linh hồn rồng ở trong cái mùa giải 2020. Đó là những nhận xét của mình về layup của Garmin Sport, và mình nghĩ layup này thì mục tiêu vẫn sẽ là vô địch. Còn mình nghĩ là không có cách nào để Garmin thoát khỏi top 4 mùa sau cả. Với cái layup như thế này.